Chúa Giêsu Kitô theo mẹ Gioan. Bây giờ con
thực hiện sâu sắc bằng hành động trong năm đức tin, và thánh giá sẽ tiếp tục đi hết 102 giáo xứ trong giáo phận. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã đến với thế gian cùng chia sẻ thân phận con người và chủ chiếc trên cây thập giá, người người đã vinh thắng bằng sự phục sinh để cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết. Nhờ đó, cây thánh giá trở thành biểu tượng tình yêu Đức Kitô, biểu tượng thánh cho những người tin vào Thiên Chúa. Trong năm đức tin này, mỗi người trong giáo xứ cùng chứng tỏ niềm tin của mình qua hành động mang ơn các bậc tổ tiên. Trong kính quý cha, kính thưa quý thầy, quý dì, kính thưa cộng đoàn, đứng trước thầy phát triển cho thánh giá, những ngày qua cộng đoàn giáo xứ thực hiện chúng con đã cảm nhận sâu sắc tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng con, và tình yêu ấy đã tràn đầy trong tâm hồn mỗi tín hữu, nhất là các bạn trẻ. Chúng con đã sẵn sàng mang niềm tin và tình yêu của Đức Kitô vào cuộc sống, loan truyền tình thương của Chúa cho mọi người. Với tâm tình ấy, giờ đây các bạn trẻ đại diện cộng đoàn giáo xứ thực hiện chúng con xin được có chọn trong thông điệp xin tin yêu để gửi đến quý cộng đoàn. Xin kính mời. Thank you.
biệt cho những đã cho các sứ và các bạn trẻ đó sứ vinh đi đại diện cho tập đoàn đó sứ vinh đi chúng con xin trân trọng kính mời xin các bạn trẻ sứ vinh đi.